Vâng, và chúng ta đã bắt đầu có những hình ảnh của ván đấu thứ tư. Ở ván đấu này thì anh Nguyễn Thành Bảo, Đoàn Vĩnh Phước sẽ đối đầu với anh Nguyễn Anh Quân, Đoàn Quảng Ninh. Rất cảm ơn các quý vị khán giả đang theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Và hy vọng quý vị khán giả có thể để lại những comment, những tương tác và trao đổi về ván cờ cũng như là những vấn đề xung quanh giải đấu. Được, đến đây thì hai bên đã bắt tay thi đấu rồi. Bên đỏ đi trước sử dụng pháo đồng, bên xanh mã 2 tấn 3. À, như vậy là anh Quân lựa chọn hướng khai cuộc đan đề mã để đáp lại pháo đầu của anh Bảo. Ở thời gian hiện tại thì hầu như các kỳ thủ ít chọn những cái phương án như là đan đề mã để phòng thủ. Do thế trận này đã được nghiên cứu rất kỹ. Tuy nhiên ở trong nội dung cờ chớp rất khó để có thể xử lý một cách chuẩn chỉ. Vì vậy mà việc sử dụng khai cuộc lãnh môn có phần kém hiệu quả, thì trong các giải đấu lớn thì cũng có thể sẽ tạo ra được bất ngờ. Và với anh Nguyễn Anh Quân thì cá nhân tôi cũng đã từng theo dõi anh Quân sử dụng thế trận Uyên Ương Pháo. Đây là một thế trận mà được đánh giá là phòng thủ yếu trước thế trận pháo đầu. Tuy nhiên thì anh Quân anh đã sử dụng được cái trận này và giành được chiến thắng ở trong ván cờ mà tôi theo dõi. Đây cũng có thể là một chiến thuật mà anh Quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Và bên đỏ lúc này vẫn chưa sử dụng hết 10 giây. Bên xanh thì cũng di chuyển rất nhanh, vẫn còn khoảng hơn 4 phút. Ở đến đây thì bên xanh tấn pháo để bắt mã, tạo cơ hội cho bên đỏ có thể lao hai quân mã bàn hà. Vâng, theo cá nhân tôi nhận xét đến hình cờ này thì có vẻ như bên đỏ vẫn đang giữ được ưu thế tiến thủ. Ngoài việc là quân xe chưa được phát triển thì bên đỏ đã chiếm được hết các điểm đẹp của bàn cờ. Vâng, đến đây thì sẽ đến lượt anh Nguyễn Anh Quân sẽ phải là người di chuyển nước cờ tiếp theo. Và hiện tại thì cũng đang có khá nhiều điểm cần phải giải quyết ở trong hình cờ của bên xanh. Như vậy là sau một hồi cân nhắc thì anh Nguyễn Anh Quân đã lựa chọn phương án mã 8 tấn 7. Tiếp tục đưa thêm một quân để bảo vệ tốt đầu. Lúc này sau khi hai bên đã đổi mã thì có vẻ như anh Nguyễn Thành Bảo đang cân nhắc là bật pháo lên mã hay tiếp tục tấn mã 4 tấn 5. Và như vậy là lựa chọn được đưa ra là mã 4 tấn 5 thay vì pháo 5 tấn 4.
Vâng, như vậy là một loạt nước cờ đổi quân đã diễn ra, và thời điểm hiện tại thì bên đỏ đã dư ra được hai đầu tốt, mỗi bên đều còn một xe hai pháo. Đó, bên xanh thậm chí còn đang bị cô xe pháo. Vậy đến thời điểm hiện tại thì có vẻ như là bên xanh đã bắt đầu kém thế nhiều rồi. Vâng, có thể thấy là một phong độ rất cao của quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo sau 3 chiến thắng đầu tiên, thì lúc lúc này có vẻ như anh đang có được ưu thế trước anh Nguyễn Anh Quân rồi, và khả năng đang tiến dần đến với chiến thắng thứ tư. Vâng, thời điểm hiện tại thì anh Quân đang bị cô xe pháo ở lỗ 2, thì quân pháo còn lại thì cũng không có điểm đánh, và dần dần sẽ rơi vào tình trạng là không có nước đi có lợn. Và bên đỏ chỉ cần di chuyển những nước cờ chỉnh hình và dần dần đưa hai tốt vượt sâu, khả năng cao là cũng sẽ có được chiến thắng trong ván cờ này, hoặc thậm chí là có thể giành chiến thắng một thời gian. Vâng, như vậy là đến đây thì anh Quân có vẻ như đang hy vọng là có thể liên kết được đôi pháo. Sau khi tạo được thế pháo gánh thì sẽ có thể cởi được xe pháo đang bị cô. Và như vậy là pháo sang tốt rồi. Bên đỏ lại vượt thêm được quân tốt lộ 3 sang sông. Ở tình huống vừa rồi thì cũng có thể là tốt 3 bình 2 tiêu diệt nốt tốt 9 của bên xanh. Thay vào đó thì anh Bảo quyết định tấn tốt xuống để dần dần áp sát nhanh hơn, và có thể là mục đích là chuẩn bị tốt 3 bình 4, thì khi đó quân pháo lục 5 sẽ có căn và bên xanh sẽ không thể có cơ hội cởi xe pháo được. Bây giờ không biết có thể bị pháo bắt pháo hay không. Và như vậy là chính thức bên xanh mất quân rồi. Và như vậy là một nước cờ cởi cô rất nhanh đến từ anh Nguyễn Thành Bảo. Và như vậy là đã bỏ sát cục ngay, và chiến thắng đã thuộc về anh Nguyễn Thành Bảo, một chiến thắng tiếp tục, một chiến thắng thuyết phục. Với ưu thế được đi trước thì anh Bảo đã từng bước đổi quân và giành được ưu thế. Sau cùng thì với lợi thế dùng một xe, cô xe pháo, thì anh đã ép cho anh Nguyễn Anh Quân phải có những sai lầm. Và cuối cùng thì anh Bảo đã giành được chiến thắng trong ván cờ này. Một ván đấu hoàn toàn xứng đáng dành cho quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo.